Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình về quê mình phát hiện ra một con vật rất là lạ mà nó có thể là chế biến một món ăn rất là ngon nữa. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn con này là con gì. Mời các bạn nha. Đây, giới thiệu với các bạn. Đây là một con vật mà mình phát hiện trong ngày hôm nay. Nó được có tên gọi thân thương là con sùng. Mấy con này con nào con nấy thì nó cũng rất là béo bở, do nó ăn một loại thức ăn mà mình không thể nói được ở đây. Để mình bắt cho các bạn xem một con nha. Con nào đây? Con này đi. Đây. Đây. Nó không có tầm thường nha. Nếu mà đem so với ngón giò cái của mình nó cũng bự hơn nữa đó. Đó, đây một con nữa nè. Mình sẽ lựa ra những con bự nhất. Đây, những con bự nhất. Mình đem về mình sẽ nướng. Mình sẽ lấy cái thau này đựng. Mình lấy khoảng chục con thôi. Đây, một con, hai con, ba con. Rồi lựa thêm vài con nữa chứ chục ăn không hết. Rồi lấy thêm con nữa, con này nữa đi, lựa vô, lựa rồi, đây lấy vài con tượng trưng thôi, 6 con đem về mình nướng, ha. Bây giờ mình sẽ đi rửa nó để lát nữa mình sẽ nướng cho các bạn ăn ha, không mình ăn nữa, rồi trước khi nướng nó cũng phải làm sạch cho nó cái đã, đây. Quậy lên nó lội thấy thương luôn các bạn, rửa cho sạch đi rồi gạo mấy nước luôn, nhìn nó như hột gà sạch rồi. Đây. Rồi xong, bây giờ mình sẽ vô nhóm lửa để nướng nó. Để nướng được mấy con đó mình phải chặt cái cây để mình xỏ lụi nó. Bây giờ mình phải ra mình kiếm mấy cây lùng. Đây, có được rồi. Đây. Có nè các bạn. Cây lùng này là mình chặt ra mình xỏ lụi nó là được rồi. Chặt nhọn nhọn chút. Rồi. Như đây là dư sức xỏ 6 con. Rồi mình vô mình xỏ nha. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp tụi nó lại để mình nướng. Như nướng thịt vậy đó, nó đưa vô kẹp lại. Đây. Quéo một mấy. Hàng. Nó quéo cứ ngắt không à. Nè, phải nải nó ra, nó xếp hàng vậy đó. Cưng thấy cưng ghê không? Xếp vô. Xếp vô. Đấy. Rồi. Xong, quấn cộng dây chì lại nữa là xong. Đấy. Còn cho chặt chặt nó đem thôi, nó dùng dãy nó gớt ra. Xong. Ở sao mình ngoan cái nữa nó cho chắc. Xong. Ôi, nhìn hấp dẫn không? Đó, như cái sâu thịt nướng vậy đó. Đây. Đó. Rồi bây giờ mình đi nhóm bếp lửa mình nướng. Rồi, mình phải nhúng cái bếp lửa này lên ăn nướng mấy con nè. Đây. Rồi vô. Wow, trời ơi, nó ngốc nghếch như thấy thương luôn nè. Đâu. Trời ơi, thương quá trời ơi, nó bò.
cuối cùng cũng chín rồi các bạn. Có điều nó hơi đen chút, mà cái này phải khử khử chút cho nó bớt. Mình có chuẩn bị đây một chén tương ớt phải chấm với nó. Bây giờ mình sẽ lấy cái này mình chấm với nó, mình ăn thử cho các bạn xem nha. Thôi quá, xì chung gác ơi. Đây, mình sẽ thử chấm một, ăn một con cho các bạn coi. Chấm miếng tương ớt nè, nhúng vô, lắc qua lắc lại nè. Ăn thử. Ở trời thôi chứ ăn gì được. Con này là nó dơ lắm. Mình chỉ nướng cho cá ăn thôi. Rồi, chào các bạn. Nếu các bạn thấy thích và thấy video này nó vui thì các bạn hãy cho mình đăng ký và một dấu like để mình làm những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Cho cá ăn tiếp. Đây. Hey.